Bàn tay vàng trong làng bốc giấy, ham hố chơi trò may rủi, tưởng được nhàn mà nào ngờ nhận đủ combo bất hạnh, phá cuối khiến ai cũng cười bò. Nè, chơi, chơi, bóc. Bóc là làm nha. Nói chú. Bóc cho. Bóc là làm theo trong đây nha. Ừ. Làm gì? Mày á. Mày luôn á. Ui. Kêu mày bóc mà mày đòi mà mày đánh xuống. Nè. Má hay muốn mà nãy má giành quyết lại không đi. Nè, gọi chơi nè, chơi lại. Chơi lại. Để tao má bóc chứ mày. Đó. Trời. Vô bóng chưa? Nè. Không có. Làm theo cái giấy đó đi rồi tính. Thì mày lấy từ kia đi. Ủa, má bóc lên má chửi con chứ. Đây nè. Cho gỡ nè, trời. Có cái lộn. Gớt cái áo kìa. Rồi bây giờ nè, có bóc không? Nhằn mà có bóc không? Đây nè. Rửa tay cái đi rồi xây qua đây bóc cái đi. Nè. Bóc đại đi.